Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Hôm nay em sẽ lên sóng và giới thiệu đến với quý vị bạn một đôi loa đến từ Đan Mạch của thương hiệu Din Audio. Din Audio là một trong những thương hiệu sản xuất loa high-end top đầu tại Đan Mạch với những cái chất âm vô cùng là dày dặn và ngọt ngào, chi tiết được Din Audio làm vô cùng tốt. Và hôm nay mẫu loa Bà Hồng Audio gửi tới quý vị bạn đó là một mẫu loa cột cỡ nhỏ để chúng ta có thể chơi ở những căn phòng có diện tích khoảng dưới 30m², có model là Evoque 30. Với thiết kế dạng loa cột và kích thước khá là nhỏ gọn, chiều cao là 92cm, chiều rộng là 26,8cm và chiều sâu là 34,2cm. Họ thiết kế phần thùng loa được vuốt thuôn về đằng sau, giúp chặn sóng đứng để cho âm thanh được tĩnh hơn. Và tất cả vỏ thùng của loa đều được lạng gỗ óc chó với những cái đường nét vân vô cùng là đẹp mắt. Và cặp loa này được thiết kế với cấu trúc là hai đường tiếng, trong đó thì sử dụng hai loa bát 15cm, một loa chép 2,8cm. Tất cả driver này đều là những driver độc quyền của Din Audio thiết kế, nghiên cứu và chế tạo dành riêng cho model Evoque. Đi kèm với Evoque 30, chúng ta sẽ có hệ thống chân chống rung của hãng, bao gồm chân đinh và những cái trụ chân như thế này. Chúng ta có thể sử dụng luôn mà không cần mất thêm chi phí mua thêm chân giày như các dòng loa khác. Mặt sau thì chúng ta sẽ có một lỗ thoát hơi được đặt ở phía bên dưới, kèm thêm một hệ thống cọc loa bắp chuối. Và cọc loa bắp chuối này thì có thể kết nối được với tất cả các tiêu chuẩn dây trên thị trường hiện nay như là bắp chuối, càng cua, mỏ chim, vô cùng là tiện lợi. Và đây là những cái hệ thống cọc loa chất lượng rất là tốt để truyền dẫn cũng như là giữ cho những cái cọc loa được ổn định và chắc chắn. Tuy có một kích thước khá là khiêm tốn nhưng mà Din Audio Evoque 30 lại có một cái mức công suất cực đại lên tới 200W, điều mà rất nhiều dòng loa lớn không có thể chịu tải được ở cái ngưỡng công suất như vậy. Và loa có trở kháng là 4 ohm và độ nhạy lên tới 88 dB, giải tần từ 44Hz cho tới 23kHz. Với cái thông số như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn rất nhiều mẫu âm ly trên thị trường hiện nay. Chỉ cần từ 50W cho tới 200W là đã có thể phối ghép tốt với lại cặp loa này rồi. Hiện tại thì bên em đang có hàng nhập khẩu chính hãng và được hưởng chế độ bảo hành của hãng lên tới 1 năm. Giá của cặp loa này là 122 triệu đồng. Tuy nhiên tại Bà Hồng Audio luôn có những mức giá chiết khấu vô cùng tốt. Hãy liên hệ trực tiếp với em để có mức giá tốt nhất, giao lưu cùng với mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta cùng nhau đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ cặp loa Din Audio Evoque 30 này nhé. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết hoa trên người đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân say mê, chuông reo ngân ngọc sơn sao uy nghi, ngàn phía đến lễ đền chạy mong tôi nhớ đến người em. Thôi cô em gái, tôi trong giang mắt nồng dồn yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như giang hiểu, ôi tình yêu. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần gian hãm
xóa mặt đường một người em gái nhớ người thương. Thank you.